này chú Sinh sẽ đánh một con dao chặt, dao khá to, thì mời các bác theo dõi nhé. Hôm nay chú đang đau tay nên đánh cũng hơi yếu. Đánh chuẩn. Vâng. Mua mới còn quà đồng nữa cho bạn tôi nha. Đau mệt quá được. Con trâu này để chơi. Con trâu mà mình muốn đuổi con trâu đi thì là chơi chú. Ví dụ như trâu
ăn ruộng ăn ngô cỏ cái thứ này. Vâng. Thì mình muốn đuổi đi là mình bảo là chơ. Chơ. Chơ đi chú khác là chơ chơ. À. Chơ chơ thì đuổi đi. Còn con gà thì. Con gà mấy con chim là mình xa xa là đuổi đi. Xa là bay đi. À, bay đi. Đi đuổi đi. Vâng. Còn con heo con lợn. Con lợn là mình su. Là chạy đi. Su à thì mình đuổi đi là chạy đi. Su à. Thì nó mình bảo là su à thì nó nghe điều đấy. À. Thế mình không bảo vậy, mình bảo là xa thì nó không nghe được đâu. Ồ, thế hả chú? Không nghe được thì nó không chạy được chứ. Không chạy đi mà. Thế có nghĩa là... kiểu nó đuổi quên. Vâng, nó quen rồi. Nó quen thì nó hiểu nhau. Có nghĩa là chỉ cái từ đuổi đi, chạy đi, mà xua nó đi mà phải dùng mỗi con một kiểu. Đấy. Con chim một kiểu, con gà một kiểu. Một kiểu, lặn một kiểu, trâu một kiểu. À, hay đấy chú ạ. Vậy thì phải có chuyện khác mới nghe được. Dạ vâng, vâng, hay đấy. Mà chó thì âu ạ, vậy thì mới nghe được. Chó là âu ạ. Âu ạ, mình bảo su ạ thì nó không nghe được, nó không nuôi đâu. Không đi đâu. À, đây con chó lại riêng một kiểu. Riêng một kiểu. Để dây thì như này sao đủ đấy, sao được đấy. Vâng, đúng rồi. Để dây vào. Cái dao máy này là mình thử hết rồi. Toàn... Để nó đen nó là mài trắng. Để đen chú ạ. Ừ. Cái này là cái cắn này. Dày thiếu có điều chưa? Cái này đi phải cắt. Thank you.
support chứ. Cẩn thận.
Chặt bên cứng kia đi chú, bên kia cứng mà. Bên đây mới cứng. Ôi chặt sướng nhỉ. Con này chặt sướng đấy nhỉ, nhưng mà hơi mệt. Hơi mệt tí. Nặng mà hơi mệt tí. Không có miếng gu nào mà. Chú mày hai bên chứ? Hai bên hết.